Hello, Linh Motor xin chào tất cả các bạn. Chúc các bạn một ngày mới thật nhiều tài lộc. Hôm nay tôi sẽ làm một cái clip để giới thiệu với các bạn là cách đấu bộ dây một quan động cơ. Cái quan này là của tôi chạy tam giác đấu song song. Trong miền Nam như các bác là hay gọi là đúc đôi đấy. Đúc hai. Cái này là song song A bằng 2. Hai mảnh nhánh các bạn ạ. Quan động cơ này của tôi thì là tốc độ 1400 vòng một phút. Thì khi chúng ta đấu quan động cơ thì cái dạng đấu A bằng 2 này thì nó có rất nhiều cái có mấy cái kiểu đấu. Rất nhiều kiểu đấu. Đây, ví dụ như là quan này cũng hai mảnh nhánh này các bạn này. Đây là sơ đồ của tôi nhé, các bạn là có thể là dừng video lại. Dừng video lại và chụp lại cái màn hình của nó để các bạn tham khảo. Ok, nhưng mà đây là một dạng đấu A bằng 2, nhưng con này thì đấu lại khác. Con này thì của tôi là nó sẽ đấu theo con nào nhỉ? Để tôi tìm cho các bạn. Cái này là sơ đồ này thì tôi vẽ từ ngày xưa rồi. Bây giờ nó thuộc lòng ở trong đầu rồi ấy, thì là cũng đây. Nó đấu như thế này các bạn ạ. Thì là đây, các bạn có thể dừng video lại nhá. Thấy không? Cái W1 này. W2 này. Nó lấy từ hai cái gần nhau. Đấy. Ok. W1. U1 đâu rồi? Để tôi tìm xem cái U1 của tôi đâu. U1 đây. Và cái W2 này, W2 thì nó lại lấy ngược lại các bạn nhé. Thì bây giờ tôi sẽ đấu nó theo cái sơ đồ này của tôi. Đấy. Đây cũng có một cái dạng đấu A bằng 2 nữa. Nhưng cái này là của cái sếp Đồng Tâm. Đồng Tâm này các bạn này. Tôi vẽ là tôi hay sử dụng cái sơ đồ trải. Mà những cái con nào mà nó khó thì mới vẽ thôi. Cái này thì là tôi quyển sách này của tôi thì tôi lưu từ ngày xưa rồi. Ok các bạn nha, bây giờ tôi bắt đầu đi vào tôi đấu. Thì tôi sẽ đấu mẫu một pha cho các bạn xem nhé. Đây, W1 là nó lấy hai cái bối mà nó chồng nhau ở trong một rãnh này. Đấy, xong là tôi vừa làm tôi vừa nói chứ. Con này của tôi nói chung là khách họ cũng dục lắm rồi mà tôi để làm video cặn kẽ cho các bạn thì là nó lâu lắm. Đấy, nó có rất nhiều dạng đấu. Các loại motor cũng thế. Đấu song song hai mạch nhánh tam giác và nhiều mạch nhánh hơn. Đây, động cơ mà tốc độ 960 vòng một phút thì đấu cái nó cũng khác. Cái kiểu đấu nó khác. Và đây, ba mạch nhánh này. Song song ba mạch nhánh. Con này tốc độ 960 vòng một phút thì là thường thường là nó sẽ đấu là A, những con động cơ to thì nó hay đấu là A bằng 3 này, A bằng 6. Có con thì là nó đấu A bằng 2. Tùy loại động cơ các bạn nhá. Và cái tùy theo cái số rãnh của chúng nó. Ok. Bây giờ thì tôi sẽ bắt đầu đấu cho các bạn xem. Mà chờ tôi một chút nhá. Tôi sẽ chỉ cho các bạn cái mẹo để ấy. Mẹo để mà mình làm khi mình đấu không sợ nó bị nhầm.
Cái này ngày xưa tôi đi học ấy, là cũng không được dạy nên là toàn tự mò lấy thôi, làm theo cách hiểu của mình chứ. Các bạn là chỉ cho các bạn như này là các bạn là có thể là tham khảo thêm đấy, chứ để mà tôi mà dẫn giải như kiểu là giáo viên ở trong trường thì là tôi không có chuyên môn, nên các bạn tham khảo thôi nhá. Đây tôi lấy cái băng dính này, các bạn đánh dấu từng pha một. Đây ví dụ cái băng dính đen này, đây là cái bối thứ nhất đấy, xong cách hai bối, cách hai bối nhá. Đâu rồi, để tôi đây tôi dính cái này, không là tôi đấu luôn cho các bạn. Đây tôi đặt cái cuộn băng dính này ở đây, cách hai bối, cứ cách hai bối chúng ta dính một cái. Đây lại cạnh hai nữa thì tôi dính vào đây. Cúng mãi mà không khỏi các bạn. Đây lại cạnh hai này. Đây, 1 2 2 bối, 2 tổ bối. Lại dính vào đây. Đây, cạnh hai lại về cái dính đầu tiên đây rồi. Thì tôi dính như thế này là như thế nào nào? Có nghĩa là quan động cơ này là động cơ 4 cực, thì là nó bao gồm là mỗi một pha nó bao gồm là 4 tổ bối dây. 4 tổ bối dây thì là đây cứ cách hai cái. Ví dụ những cái tôi dính màu đen đây. Ba cái, tôi là 4 cái tôi tổ bối là mình tôi dính vào đây ấy để mình đánh dấu là 4 4 tổ bối này của chúng ta khi đấu lại với nhau thì là nó sẽ ở trong một pha, trong một pha đấy, các bạn dính vào để khi khỏi khi bị nhầm mà nhỡ đâu các bạn làm hay mà nó lại dính ra cái đầu luồng dây nào hay mà các bạn nối mà nó lại nối ra khỏi cái mà chúng ta đánh dấu thì là lúc đấy các bạn luôn biết luôn là các bạn đã đấu sai. Đấy, đây thì pha một này, pha một này, đây là pha số 2 này, pha số 2 thì lại cách 2 thì nó sẽ lên đây. Đấy, các bạn có thể là lấy 3 cuộn băng dính. 3 màu là xanh, đỏ, đen cũng được. Hoặc là vàng, đỏ, đen cái đấy tùy các bạn thôi. Pha số 3. Đấy, pha số 3 thì là nó lại cách 2 nó lại lên đây. Đấy, nó cứ lần lượt nhau như thế thì bây giờ tôi sẽ đấu mẫu cho các bạn một pha đây nhá. Tại vì là công việc tôi nó cái con động cơ này là họ cần gấp quá rồi. Đây thì tôi đã nói với các bạn ở những cái video trước ấy, đầu nào là vào trước thì tôi gọi là đầu đầu, thì tôi lấy được một đầu của cái đen này này, đầu bối dây thì nó sẽ ra được cái đầu này và cái bối đen thứ hai đây. Đấy, thì cái đầu ra của nó ở chỗ này. Đấy, như theo cái sơ đồ vừa nãy mà tôi chỉ các bạn này, các bạn lật lại xem sơ đồ nhá. Thì chúng ta sẽ lấy cái đầu tiên ở đây là cái U1 đi. U1 là chập hai cái này vào. Tôi sẽ làm cho các bạn xem. Bạn chờ tôi nhá. Tôi cạo và tôi đấu dây luôn. Từ từ một pha một thôi các bạn nhá. Chúng ta luồn ống ghen vào đây. Hai cái đầu này là nó vẫn trong ở những cái cuộn mà tôi đã đánh dấu nhá các bạn nhá.
Rồi, đây rồi. Tôi sẽ bắt nó vào đây. Tôi sẽ dòng ra đây, gập xuống đây và cho nó lôi nó ra ngoài các bạn nhé. Ô tô ai ngoài đường đẹp quá. Chú ạ. Dạ. Con động cơ này gì chú? Rồi ok các bạn ạ. Vừa nãy là ông khách mà có cái con động cơ này của tôi ra hỏi làm xem đã xong chưa. Đấy, thì là tôi phải ngồi nhà nói chuyện với ông ấy mất một lúc. Thì bây giờ tôi bắt đầu đấu nhá các bạn nhá. Như thường thường những con động cơ A bằng 2 thì là đây nó sẽ chia làm hai nửa riêng biệt. Cái trụm ở đây. Đấy. Một cái đầu vào này thì các bạn đấu tiến lên đằng này cho tôi nhá. Ghen để lồng vào đã. Rồi, ok. Đầu tiến lên đây thì là cái đầu vào đây rồi, ra được đầu ra ở đây. Thì cái khoảng cách là vừa nãy tôi nói với các bạn ấy, pha 1, pha 2, pha 3. Đấy, thì đây của mình đang là pha 1 đây, thì mình cách hai đầu ở bên ngoài, là cách hai pha ra. Đối với đầu bên này. Xong thì các bạn hàn vào cho tôi, cắt bằng cái này đầu này đi, xong hàn lại, chụp thêm ống gen vào đây nha các bạn nha. Khi hàn xong mình chụp thêm để là khi mình băng bó là nó đỡ bị rách cái này của chúng ta, thì mình cứ chụp thêm nó một lượt vào là nó đảm bảo cái độ an toàn của nó hơn. Đấy, lối lên đây rồi thì là nó vẫn là của cái cuộn mà chúng ta đã đánh dấu này, vẫn nằm ở trong cái cuộn đen này. Thì nó được một cái đầu ra ở đây, là cái đầu này là đầu U2 các bạn nhé. Đầu U2. U1 đây rồi, đây là U2, một cái U2. Thì bây giờ chúng ta lấy thêm một cái U2 nữa thì đây, nó ở cái đầu ra này. Đầu ra của cái cuộn đây. Ra được cái đầu bên này thì các bạn lại cách hai cái bên trong. Tiến nhá, cái này vừa nãy là đấu tiến theo chiều này. Bây giờ mình sẽ đấu tiến theo chiều này. Thấy chưa? Theo chiều ngược lại các bạn. Ok. Chúng ta vặn nó vào. Đấy. Thì là nó vẫn ở trong, nằm ở trong cái chúng ta đã đánh dấu cái cuộn băng dính màu đen ở đây, là có nghĩa là chúng ta đã đấu là đủ các tổ bối ở trong một pha. Như thế là nhìn nó là đúng rồi đấy. Mình đấu đúng hay đấu sai thì nhìn cái các bạn làm quen thì nhìn cái là biết luôn. Đấy, thì nó sẽ được một cái đầu ra đây. Đầu ra nó ở đây này các bạn này. Đây là đầu U2. U2 thì chúng ta sẽ lối với cái U2 mà vừa nãy ở đây. Hai cái này nối vào nhau. Hai cái này nối vào nhau nha các bạn nha. Đấy. Để dòng nó ra bên ngoài này. Tôi sẽ đo và bấm dây. Để đấu. Thank you.
ống nghen vào đây các bạn nhá. Cái này thì phải sử dụng cái ống ghen to để lầm nó vào rồi. Các bạn xỏ vào đây cho tôi. Đấy. Bây giờ này chúng ta đấu nó vào các bạn nhé. Tìm này nó của tôi nó hơi cùn, tôi sẽ tí nữa cắt sau bằng một cái kìm khác. Đấy, như này là đây. Tôi đặt như thế này, đến khi ấy là chúng ta luồn cái này úp vào đây các bạn nhé. Đấy. Xỏ thử xuống đây xem nó đã ra được bên ngoài cầu đấu chưa. Ok, cái này là tôi tận dụng lấy lại cái đầu dây này cũ của họ. Đấy. Ok, như vậy là tôi đã đấu xong một pha nhé các bạn nhé. Như các bạn ấy, nếu mà dùng cái cáp mới các bạn lên dùng hai màu dây, một màu dây là thể hiện cái U1, một cái là U2 hoặc là AXBICZ gì đấy, tùy các bạn ký hiệu thôi. Như tôi hay ký hiệu là U1 U2 mà hay gọi nó là U1 U2 luôn, hoặc V1 V2 V1 V2 AXBICZ nó vẫn là nó. Thì cái đây tôi lấy cái này là đầu vào này, U1 này, thì tôi sẽ quấn một cái băng dính vào đây, tại vì là hai đầu này của tôi ấy là nó giống nhau. Đấy, để cho khỏi nhầm lẫn cái đầu đầu và đầu cuối các bạn nhá. Đến pha thứ hai tiếp tục như vậy thôi, thì các bạn lấy ở trong này cách ra một đầu. Đấy, các bạn lại lấy tiếp tục hai cái, nếu sợ nhầm thì lại được chuyển cái băng dính này đánh dấu, chuyển băng dính này đánh dấu sang cái pha này của chúng ta để nó tránh khỏi nhầm lẫn ấy. Không, tiếp tục đấu như vậy cho đến hết thôi. Xong đến pha thứ ba thì các bạn lại nhặt ở đây, lại cách một cái ở đây rồi thì các bạn lại nhặt ở đây nhá. Rồi, nhặt ở đây là được ba cái U1 của chúng ta. Mình chọn đầu vào trước, còn đầu ra nó ở đâu thì là mình kệ nó thôi. Đây là cách chọn đầu dây. Còn có những cái con động cơ cũng đấu A bằng 2 nhưng mà nó lại lấy cũng chia làm hai nửa các bạn nhé. Chia làm hai nửa ấy, thì là một cái đầu của nó, chúng ta lấy một đầu ở đây là đầu U1 ở đây chẳng hạn, và tiếp tục lấy tiếp một cái U1 ở cái cuộn đối diện, nó là cái đối diện với nó để cho nó chia thành hai nửa mà. Hai nửa nhưng mà nó lúc đấy nó sẽ chạy thuận. Đấy, từ đây ra đến đây không ra được một cái U2 ở đây. Đấy. Các bạn hiểu không? Nhưng mà cái này thì bây giờ nói sơ sơ như vậy thì các bạn nhiều khi tôi sợ là nó cũng chưa hiểu lắm, để khi nào mà có những cái con mà nó đấu A bằng 2 dạng như thế thì tôi sẽ lại tiếp tục làm video để chia sẻ thêm cho các bạn biết. Chứ bây giờ nói thì nó cũng hơi khó. Cơ bản là mình phải làm thực tế cơ các bạn nhé. Làm thực tế thì đây,
tôi cũng nói thêm một tí nữa các bạn xem có hiểu được chút nào thì hiểu. Mình chia nó làm hai nửa, đầu A bằng 2 là chia nó làm hai nửa. Đây, được một đầu U1 chúng ta chọn ở đây. Và một cái đầu U1 nữa bên này. Xong các bạn đấu tiến theo. Đầu ra đây, tiến ra đây, xong nó được một cái đầu ra nữa. Nó ở khu này. Và cái bên này cũng thế, chúng ta đấu tiến lên đây không được ra cái đầu ra ở khu này thì lại có hai cái đối diện nhau ở đây thì nó sẽ là cái U2. Hai cái U1 đối diện nhau thì hai cái U2 nó sẽ cũng đối diện nhau. Nhìn nó vuông góc luôn như dấu cộng này, chia làm hai nửa nhưng mà chạy thuận các bạn nhá. Như con này của tôi chia làm hai nửa nó lại chạy ngược nhau. Đấy, tôi thì không có chuyên môn gì mà để mà giải thích cho các bạn thì tôi cũng chỉ biết giải thích như vậy thôi, chứ tôi cũng không phải là chuyên gia hay là cũng không phải là thầy giáo mà được hay là được đào tạo trong trường lớp gì, là tôi sẽ truyền đạt đến các bạn đến một cái cách mà nó dễ hiểu hơn. Đấy, nó dễ hiểu hơn các bạn, nên là các bạn là xem là thấy là có gì là thông cảm cho tôi, không nên chửi đâu nhá. Cái này là tôi chia sẻ cái cách của tôi hay làm để cho các bạn tham khảo thôi, chứ đừng có chửi. Lớn hết rồi, không nên chửi nhau, không nên chửi bậy. Ok, tạm thời như vậy đã các bạn nhé. Tôi sẽ tiếp tục làm tiếp. Đấy, pha 2, pha 3 thì tương tự thôi. Tôi tiếp tục làm vội cho họ để cho họ mang về là cho anh em người ta sản xuất, không công nhân nó nghỉ lâu nên là họ cũng sốt ruột. Mình cũng sốt ruột thay họ. Tiền thì ông vừa đưa rồi. Mà con này của tôi là 18,5 kW, này tôi quấn theo cái giá ở chỗ tôi là tôi lấy của người ta là 3.600.000. Vừa họ trả đủ 3.600.000 rồi các bạn ạ. Ok. Như vậy nha, chào tạm biệt tất cả các bạn. Chúc các bạn một ngày mới là thật nhiều vui vẻ. Các bạn xem video của Linh Motor thì đừng quên là đăng ký kênh và chia sẻ video giúp cho Linh Motor nha các bạn nhé. Để nhiều anh em là có thể cùng làm nghề này, có thể là tham khảo thêm những cái cách làm của nhau. Ok, chào tạm biệt tất cả các bạn. Xin chào tất cả các bạn nha. Giờ tôi đang đi lên núi để trả một con động cơ đây. Động cơ đằng sau các bạn nhìn ạ. Đang đi núi nha. Các bạn nhá, nhìn này, vẫn có người đi xe máy kìa. Đây là tôi đang đổ đèo. Các bạn xem. Tôi là làm cái nghề quấn động cơ này là làm ở trên rừng nha các bạn nhá. Con đường mà tôi đi nó tận bên dưới kia cơ. Đây là tôi bắt đầu lên đến đỉnh đèo. Vừa nãy là tôi đi, xin chào tất cả các bạn nhé. Vừa nãy là tôi đi trả động cơ về. Đấy, bây giờ là tôi sẽ phải chuẩn bị. Các bạn xem toàn cảnh núi rừng của Yên Bái, Tây Bắc nó như thế nào nha các bạn nhé. Đây, bây giờ tôi bắt đầu lên cái phía đèo bên này để xuôi về nhà thôi. Đấy, các bạn thấy. Thấy không? Ok. Đây nhá, cái này vừa nãy thì là tôi đi tôi trả một con động cơ 5,5 kW. 2.800 vòng phút thì về lại được thêm đây hai cái nữa. Các bạn thấy không nhỉ? Tôi có thấy. Đấy. Đây tôi đang đi lên đèo. Toàn núi thôi. Nhiều bạn không tin nữa là tôi ở trên rừng, nhưng mà đúng thật, tôi ở trên rừng. Nhiều khi là tôi đi về quê của tôi thì họ bảo người đồng rừng nhá, chính xác người đồng rừng. Các bạn thấy không? Rất là cao.
cái núi này đâu. Chắc phải mất mấy phút đổ đèo. À, quãng đường tôi đi trên rừng vẫn có động cơ nhá các bạn nhá, vẫn có motor. Trên rừng cũng có motor đấy, chứ không phải là không có motor đâu. Rất là mỏi tay, đường nó rất là khó đi, dốc rất cao các bạn nhá. Xin chào tất cả các bạn.